Chỗ này là chùa Giác Hoàng á, mấy bữa Tết cái mình quay đá banh a à, quên múa lân hoài cho các bạn coi chứ. Nay rảnh đi xuống đây chơi các bạn ơi. Ngồi ở nhà nấu cơm rồi nó ấy không. Ở công viên ở đây mát kìa sợ. À cái chỗ này cái chị này có bán nước rau má, phải ra mua rau má uống. Đây cô bán rau má đây, còn rau má không vậy em? Dạ còn chứ. Còn làm cho chị ly đi. Nhớ tôi không? Dạ, lấy rau má bỏ đường bỏ đá vô nha. Hoa đẹp quá các bạn ơi. Cái này hoa gì đó người ta kêu bằng cái gì nè, cái gì chiều chiều nè quên rồi. À chiều tím, qua chiều tím nè các bạn, đẹp quá các bạn ơi. Ở công viên này cũng đẹp quá ha. Ở đây xanh quá, ra đường thấy nó thoáng gì đâu á. Làm cái máy cho chị đi em. Rồi mua ly rau má rồi nè các bạn, 10.000 ly ha. Giờ ngồi đây uống nghỉ mệt chút. Đi vòng vòng nãy giờ. Lâu lâu á, đi ra đường á, cho nó cũng đỡ các bạn ơi. Ở trong bếp hoài nó cũng tù túng quá. Coi có cái bông gì đẹp quá nè. À, ở trên cờ Việt Nam của mình ha. Rồi, cái bông này đẹp quá nè. Ở đây người ta bán đồ ăn đồ này kia kia nọ, nước mới mua rau má uống á. Quá cả nhà ơi. Ồ, đằng xa có cây bông đẹp quá. Quận 11 quá các bạn.
nay ông xã mình không rảnh, không chở mình đi ra đường chơi. Ồ, ở đằng xa xa có cây lá màu đẹp quá nè. Thấy nhỏ quá, đúng ra 26 tuổi. Đi ra đi chợ các bạn ơi. Giờ ông xã mình không gặp giờ, em rể bà con của ông không mấy chị. Về tưởng ai chú giờ anh nhòm nó tưởng nó có... này bên hông có chợ thiết á các bạn. Tưởng nó mới mười mấy tuổi chứ. Tại nó ăn nó có lo gì đâu. Nhà ngủ về ví dụ cha mẹ đi đâu chơi. Ông xã mình. Rồi bây giờ tới cái cửa hàng quen thuộc hai hay mua cái này uống nè các bạn. Cái này ở chợ thiết mới có nha, trong chợ mình là mới có rồi nha. Nhãn nhiều tâm bố lượng như này kia kia nọ nè. Nè. Giờ mình về tới nhà đó các bạn. Rồi cái xin xào hột lựu vừa nãy mình mua về chợ thiết về mình đổ ra nè các bạn. Một bịch đang vậy là 10k đó các bạn, mình đổ ra được nhiêu đây nè. Rồi bên đây cũng 10k, cái này là 6 lượng. Đó, hai bịch này là, hai tô này là 20k đó các bạn. Ông xã mình ổng đang coi đua xe đó. Mình ra mình pha ra hai vợ chồng uống coi đua xe cho vui, sắp sửa tới lễ 30 tháng 4 rồi. Rồi mình chia sẻ tới đây mình kết thúc đó các bạn ơi. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những video sau.